Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành các văn bản về kinh phí và cơ chế mua sắm phục vụ phòng chống COVID-19 và giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, việc mua sắm phục vụ phòng chống COVID-19, các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp sử dụng nguồn kinh phí và cơ quan quản lý cấp trên chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính pháp lý đối với danh mục, chủng loại, số lượng, chất lượng, đơn giá, tiêu chuẩn, định mức và các nội dung công việc đề xuất để trình cấp có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, thất thoát ngân sách. Đối với dịch vụ giá xét nghiệm COVID-19 theo mẫu đơn, thực hiện theo quy định tại nghị quyết số 243 của Hội đồng dân dân thành phố, quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Đối với giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo mẫu gộp trước ngày 28 tháng 5, thực hiện theo phương thức thực thanh, thực chi nhưng không vượt mức quá giá quy định tại công văn số 4356 của Bộ Y tế. Trong đó, giá dịch vụ xét nghiệm một bệnh nhân làm mẫu gột 5 là 226.800 đồng. Giá dịch vụ xét nghiệm một bệnh nhân làm mẫu gột 10 là 163.400 đồng. Từ ngày 28 tháng 5 trở đi, thực hiện theo mức giá trên cho tới khi Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành mức giá dịch vụ xét nghiệm mẫu gột tại địa phương.